Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về vụ bắt giữ tùy tiện và ra phán quyết Phạm Đoàn Trang. Luật sư nhân quyền quốc tế Basisma vừa nhận được phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc về bắt giữ tùy tiện vào hôm 25 tháng 10. Tuyên bố rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử nhà báo Phạm Đoàn Trang là vi phạm 5 khoản mục về việc giam giữ tùy tiện, chiếu theo các điều khoản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ngoài ra, ông cũng cho biết phán quyết của Liên Hợp Quốc cũng không công nhận quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân vì cơ quan này không độc lập. Đây là hình ảnh luật sư nhân quyền quốc tế Prasitma bên trái và Phạm Đoàn Trang. Sau đây là nội dung trao đổi giữa luật sư Prasitma ở Thổ Nhĩ Kỳ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là kính thưa ông Prasitma, trước hết xin chúc mừng ông về vụ kiện Phạm Đoàn Trang. Ông có thể cho chúng tôi biết một số chi tiết về phán quyết của nhóm công tác Liên Hợp Quốc về bắt giữ tùy tiện đối với trường hợp của Phạm Đoàn Trang mà ông vừa nhận được là vào ngày hôm qua hay không? Ông Prasitma nói rằng, trước hết xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rất nhiều đã cho tôi cơ hội phát biểu trên đài hôm nay. Và tôi vẫn rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thắng kiện vụ Phạm Đoàn Trang và đó là một trường hợp thực sự quan trọng mà tôi muốn thông báo rộng rãi. Dù nội dung hơi dài nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tóm tắt. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc trước hết đã ra phán quyết rằng Phạm Đoàn Trang bị bắt mà không có lệnh bắt nào. Và đó là lý do tại sao các quyền của cô ấy theo điều 9 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã bị vi phạm. Và nhóm công tác của Liên Hợp Quốc cũng đã ra phán quyết rằng Phạm Đoàn Trang không được thông báo về các cáo buộc về lý do bị bắt. Và đó là lý do tại sao quyền của cô ấy theo điều 9 cũng bị vi phạm. Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc kết luận rằng Phạm Đoàn Trang không được phép khiếu nại về việc tạm giam kể từ khi bị bắt. Điều đó có nghĩa là quyền của cô ấy về quyền được khắc phục hậu quả theo điều 2 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoàn Trang đã phải đi nạn sau khi bị an ninh Việt Nam chặn đánh, gãy, đứt dây chằng chân và phải phẫu thuật vào năm 2016, đến khi bị bắt, vết thương vẫn chưa lành. Đó là một vi phạm nhân quyền thực sự quan trọng, vì điều đó có nghĩa là cô ấy không thể phản đối quyết định của các cơ quan có thẩm quyền để phản đối phán quyết này. Và điểm quan trọng khác nhất phiến tòa án trở này trở nên quan trọng, trước mắt tôi là nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng Viện Kiểm sát Nhân dân không phải là một cơ quan độc lập. Vì vậy, trong quyết định mà chính phủ tuyên bố hoặc biện hộ rằng lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn, nhưng nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đã quyết định rõ ràng rằng cơ quan tư pháp này không có thẩm quyền. Vì vậy, đây là điểm quan trọng nhất mà tôi muốn lưu ý quý vị. Và khi nói đến điều 117 hoặc điều 88 sửa đổi của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc nói về khoản 68 đã nêu trong trường hợp của Phạm Đoàn Trang, chính phủ Việt Nam không thể viện dẫn điều 117 hoặc điều 88 như một phương tiện pháp lý vì những điều khoản này của Bộ Luật Hình sự Việt Nam quá mơ hồ và quá rộng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào sống ở Việt Nam cũng không thể hiểu được khi họ đọc những điều khoản này cấu thành tội phạm nên họ không thể điều chỉnh quyết định của mình theo luật này. Vì vậy, chẳng hạn họ không cần biết điều gì cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước nhằm lật đổ chính phủ, bởi vì chính phủ có thể dễ dàng viện dẫn bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của cá nhân hoặc công dân Việt Nam để khiến họ phải chịu trách nhiệm tuyên truyền chống nhà nước và lật đổ nhà nước. Đây là hình ảnh Phạm Đoàn Trang với tác phẩm Chính trị Bình Dân. Và một vi phạm khác đã trình bày của nhóm công tác Liên Hợp Quốc mà muốn nói với các bạn chú ý là trong đoạn 77. Trong đó, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ rằng hành vi của Phạm Đoàn Trang mà họ chắc chắn có thể thuộc phạm vi của Điều 19 và Điều 22 của Công ước, cụ thể là quyền tự do bày tỏ chính kiến và tự do ngôn luận. Vì vậy, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết rằng chính quyền không thể giam giữ, không thể bắt Phạm Đoàn Trang dựa vào hành động của Phạm Đoàn Trang vì cô ấy là một tác giả đoạt giải thưởng, cô ấy là một blogger và là một nhà báo. Vì vậy, cô ấy có quyền tham gia và có hoạt động xã hội để thực hiện các nghiên cứu, phân tích. Và chỉ vì cô ấy đã thực hiện các quyền dân sự và chính trị của mình và đó là lý do tại sao cô ấy bị bắt. Cô ấy đã bị giam giữ. Và đó là lý do tại sao nhóm công tác của Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết rằng
quyền của cô ấy được tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc các vấn đề công cộng cũng bị vi phạm, cụ thể là điều 25A. Và ở điểm cuối cùng, nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã tuyên bố cô ấy có quyền được xét xử công bằng. Điều này thực sự quan trọng. Đây là hình ảnh, bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản tự do vẫn xuất bản và phổ biến được hàng trăm đầu sách ở Việt Nam. Quyền được xét xử công bằng của cô cũng bị vi phạm vì việc chậm đưa Phạm Đoan Trang ra xét xử. Đó cũng là một thời gian, tức là tạm giam rất dài và không có bất kỳ là biện minh nào. Và đó là lý do tại sao quyền được xét xử công bằng của cô ấy đã bị vi phạm nghiêm trọng ở đây. Và hạng mục cuối cùng mà tổ chức phát hiện vi phạm là nhóm công tác đã ra phán quyết rằng việc tạm giam Phạm Đoan Trang chắc chắn là có lý do chính trị. Vì vậy, cô ấy đã bị bắt từ khi cô ấy thực hiện quyền chính trị. Cô ấy được coi là một nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Nhưng điểm đáng chú ý là chính phủ Việt Nam đã bắt và giam giữ cô ấy dựa trên lý do chính trị. Và đó là lý do tại sao nhóm công tác của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho thân chủ Phạm Đoan Trang ngay lập tức và vô điều kiện. Câu hỏi tiếp theo là xin ông cho biết các bước tiếp theo của luật sư trong trường hợp này và điều gì đã xảy ra nếu chính phủ Việt Nam không tuân thủ ý kiến của nhóm công tác. Và chúng ta đều biết rằng Việt Nam là thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ông Prasima nói rằng, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ không phớt lờ hay không tuân thủ phán quyết này bởi vì khi chúng tôi bắt đầu đưa trường hợp của Phạm Đoan Trang ra các cơ quan quốc tế, cụ thể là nhóm công tác Liên Hợp Quốc, cô ấy có thể bị kết án 20 năm hoặc lâu hơn, nhưng sau khi chúng tôi đệ trình lên nhóm công tác của Liên Hợp Quốc, mức phạt tù có thể được giảm xuống còn 3 năm. Đây là hình ảnh một số tù nhân lương tâm gần đây bị bắt giam chỉ vì lên tiếng một cách ôn hòa. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm như vậy. Vì vậy, chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất nhiều về việc đó, và bước tiếp theo mà chúng tôi làm với tư cách là luật sư quốc tế của cô ấy là nâng cao nhận thức về phán quyết này và sự hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế để theo dõi và ủng hộ phiên tòa của cô Phạm Đoan Trang ở Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo là từ hai vụ mà ông đã thực hiện là vụ Phạm Đoan Trang và vụ Lê Hữu Minh Tuấn. Ông nghĩ gì về việc tình hình nhân quyền và tự do báo chí ở Việt Nam? Ông Prasima nói rằng, tự do báo chí và nhân quyền của Việt Nam chắc chắn là một vấn đề rất lớn, buộc những người đang chỉ trích chính phủ hoặc những người đang nói rằng họ không đồng tình với chính sách của chính phủ phải chịu một áp lực rất lớn. Họ chắc chắn bị bắt giữ hoặc giam. Vì vậy, nó chắc chắn buộc những người bảo vệ nhân quyền phải chịu đựng một tình huống rất khủng khiếp. Vì vậy, nó rất tồi tệ về nhân quyền và tự do báo chí, bởi vì nếu chính phủ trừng phạt một nhà báo hoặc blogger hoặc nhà văn vì họ bày tỏ ý kiến của mình, và điều đó cũng sẽ đặt ra một rào cản lớn để một chính phủ không tiếp cận với dân chủ, bởi vì các quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, là nền tảng để có một chính phủ đạt được môi trường dân chủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021 với bản tin nhóm công tác của Liên Hợp Quốc nói về việc bắt giữ tùy tiện đã ra phán quyết về vụ Phạm Đoan Trang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.